Mực mực. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Lại Đăng nhé. Các bạn thân mến, hôm nay mình đi xem một chú chó săn, dòng chó săn bản địa. Đó chính là con chó cộc đuôi. Hay còn gọi cách khác là chó mông cộc. Đây là một con chó cọc nha, cũng khá là đẹp đấy. Tên nó là Mực. Con này khoảng 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi. Vâng anh ạ. Con này khoảng 15 cân, 16 cân. Con này thì mới được săn thú nhỏ thôi, nhưng mà khả năng con này săn thú to là rất cao. Con này là bi cà đầy đủ này. Con này được cái mũi cũng khá là tốt. Ngồi xe được không? À thế à. Con này thử rắn rồi nhưng mà không ham mấy đúng không? Ừ. Mộc riết rồi mẹ đuổi giống về nhiều lắm, vào trong đồi nhiều con rắn mà mẹ gặp mộc riết đuổi nó Ờ. Chôn đèn là không. Con này bây giờ ném vào đâu phát đấy, sục xạo vào. Vào đây. sụt qua tối sụt đâu vào đấy mà. Mèo cũng chơi đấy phải Mèo chơi bắt mèo. không? Mèo lạ đến là pha ngay. 1 tuổi rưỡi à? Mất rồi. Trước là tự cho nó ngồi xe đi à? Em vứt lên xe cho đi. Ừ. Cứ phải ôm lên phải không? Hay nó tự biết lên? Ôm vứt lên. Ừ, ngồi lên. Nó đứng đấy mà. Đây là con cộc đực nha. Con này thì săn chồn đèn thôi. Chủ là không đi săn mấy, nhưng mà chủ là chuyên đi săn rắn. Nhưng mà con này giờ rắn thì lại không ham mấy rồi. Gặp chồn đèn là đuổi chán mới thôi hả? Mắt đỏ, mắt đồng thau. Mày ngực nở phết nhỉ. Con mẹ nó anh cũng biết, con mẹ đấy ngực nở mà, con mẹ đấy nó cũng ham săn. Con mẹ đấy thì cũng một mình nó vào đồi suốt Ừ. Thằng Hoa thằng Yến nó không đi được thì đấy, nó không đi được. con này là cái chân cũng nãy tưởng là cái chân sau yếu nhưng mà cũng không yếu Đấy. mấy. Đấy, đừng vồ tao nhé. Còn con này thì quát quát nghe Ừ. dễ bảo, phần chó được mỗi cái mẹ mỗi ghét mỗi cái là mẹ có gái phát đi phát là thôi. Đương nhiên rồi, chó đực thì nó phải ham cho cái là đương nhiên. Nếu bình thường không có con nào đi tơ thì nó không có thể không đi đâu. Không đi, Nhưng mà không quá có nào đi tơ, nằm thì đi loanh ờ. quanh thả ra loanh quanh nhà, nằm ở nhà Nó thấy nhà nào có con qua nào đi tôi tơ rồi. đi. Dạo này đi nhiều quá chán, Ừ. không quản lý Này về vào bầy đàn thì mới được. được. Con này mà nếu mà vào đàn thì nhanh. Ừ. Đây con này thì cầy mèo bạc má là chưa được cắn đâu phải không? Đây xem, chỉ chồn đen thôi. Thì chủ là ít đi săn nhưng mà được cái nó mà ham săn thì còn được. Nó mà không ham săn thì khó chơi. Con này đầu thủ mắt đẹp, con này mà là chó cái thì giá trị lắm này. Con này là chó cái giờ chắc. Chó cái thì nó lại không đi mấy thì lại không Chó bán. cái thì không để nuôi. Nuôi ghét chó đẻ nhưng mà đẻ thì nó. Loại này chó đực này vào đồi thì không bao giờ léo đéo đi theo người rồi. Loại này thả ra mất cả chó ấy. Con này nếu mà ở bên kia dê là nó cũng cắn à? Dê đuổi, Ừ. quạt mai ở dầu.
dây xong cổ và kéo về. Nó có đứng nó sủa phải không? Đứng nó sủa. À, nó là có nghĩa là nó cũng chưa lao vào cắn đâu phải không? Nó lao, nó đè lên đéo với có cắn hay không em. À. Mình cúm chân mình kéo ra. Nói chung là con này mà có một hai con nữa đi thì thôi rồi đấy. Nói trước là con này là dê là cũng đuổi đấy, phang đấy. Mình phang. Ừ. Con này mà vào bầy vào đàn nữa thì thôi khó can đấy. Nó lì, nó cắn. Cắn trong nhà, cắn cửa to kia cắn phát là. Cắn nó phải lắc đấy. Lắc. Ừ. Được cái là cắn loại ấy kia nó không ăn, cắn chết vứt đấy. Đúng rồi, nó không ăn chứ ăn thì nguy hiểm. Chuột mà cắn chết mà ăn thì hay bị chết chó lắm. Nhưng mà cũng chẳng mấy khi con chó nó không có mấy con nó cắn chết chuột mà nó ăn đâu. Ít lắm. Con này là cọc tịt nhá, cọc chuẩn đấy. Mẹ chó cọc, bố chó cọc. Nhưng mà bây giờ là vì thứ nhất là nhà có cạnh nhà là họ có chuồng dê ở bên kia nhỉ? Bên này suối, bên kia suối là nhà họ nuôi dê. Là không thả ra được, đi cắn dê của họ mới. Chủ nhà thì thích đi săn rắn nhưng mà nó lại gặp chó đực là rắn là đi săn là không tập trung mấy rồi. Mua được cái là lại thả ra. Ừ. Điên. Thôi đi cho về nhà đi. Dắt nó đi vệ sinh tí cho thoải mái. Dạo này lại hay mua được chó cọc. có khi cả năm không mua mấy con chó cọc nhưng mà dạo này mua được chó cọc liên tục. Nhưng mà trong số tất cả mấy con thì có mỗi con này là con đen tuyền, còn mấy con kia toàn màu khác. Mày ngực nở phết đấy, con mẹ ngực. Con này lưỡi cũng nhỏ, con này răng đủ không nhỉ? Ừ. Theo tiêu chuẩn của chó cọc thì con này cũng khá là đẹp đấy. Tai dựng, mồm to này, răng đủ này, chân không huyền đè và ngực nở. Chó cũng khá là đẹp đấy. Con này chó lạ đấy, nó có cắn nhau không? Chó được không? Nó lao ra rồi. À. Lưỡi đúng ấy. Ờ, răng đủ thật. Chó cọc này mà răng thiếu một cái là giá đã khác ngay đúng không? Thiếu một cái răng là mất đi tiền triệu ngay đấy. Đây rồi. Đấy. Quyết rồi. Đây là chủ cho lên ngồi lên xe mang vào nhà cho luôn. Cũng luyện từ bé rồi nha. Ngồi xe đạp kia thì nó nằm đấy. Chó đã về nhà rồi anh em ạ. Thật là lúc chủ họ ở đây hoặc mình đi xem thì không nói, nhưng mà đến bây giờ thì phải khẳng định là được con chó cọc đen đẹp thật. Nhìn mắt lửa, ngực nó nở thế này. Trong tất cả những con chó cọc mà mình đã mua thì con này là con đẹp nhất. Bởi vì nó là tuyền màu. Mà nó lại sao khang là đủ răng.
Mặt mũi quá đẹp. Thuần lắm. Và mình xin được kết thúc video ở đây nhá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.